Hiện tại quá trình đo đếm lượng điện tiêu dùng của khách hàng đều được tự động hóa. Thông tin này sẽ được cập nhật liên tục để khách hàng theo dõi bất cứ lúc nào mà không cần phải đợi đến kỳ ghi chỉ số. Việc chủ động theo dõi chỉ số điện năng sẽ giúp khách hàng kiểm soát được sản lượng điện sử dụng, từ đó chủ động mà sử dụng điện hợp lý hiệu quả, không để cho hóa đơn nhảy bậc, nhất là trong thời tiết nắng nóng như hiện nay. Mục tiêu dùng thông thái ngày hôm nay với sự chia sẻ của chị Phạm Thị Kim Liên, Phó trưởng phòng kinh doanh điện lực thành phố Hưng Yên sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách theo dõi hóa đơn tiền điện trên điện thoại và máy tính. Thưa chị, khách hàng có thể tra cứu lượng điện sử dụng và hóa đơn tiền điện tại đâu ạ? Hiện nay đối với các khách hàng của mua điện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc thì quý khách hàng có thể tra cứu sản lượng điện năng tiêu thụ và hóa đơn tiền điện hàng tháng trên website chăm sóc khách hàng là cskh.npc.com.vn hoặc tra cứu trên ứng dụng của thiết bị di động là EVN NPC CSKH. Người dân cần phải làm gì để tra cứu chỉ số điện năng qua điện thoại và máy tính thưa chị? Đối với trên máy tính thì bước 1 là khách hàng truy cập vào website của chăm sóc khách hàng của điện lực là cskh.npc.com.vn. Sau đó khách hàng đăng nhập vào tài khoản của mình. Tên đăng nhập chính là mã khách hàng được ghi trên hóa đơn tiền điện hoặc tin nhắn điện được gửi đến cho khách hàng. Và mật khẩu thì quý khách đăng nhập mật khẩu đã được điện lực cung cấp. Sau khi đăng nhập thành công, bước 3 thì khách hàng sẽ vào tra cứu trên thanh công cụ để tra cứu sản lượng, để biết được sản lượng tiêu thụ điện hàng tháng, và vào mục tra cứu sản lượng điện theo ngày để biết được sản lượng chi tiết của 15 ngày gần nhất đối với trường hợp các khách hàng mà đã được sử dụng cái công nghệ đo điện từ xa. Sau đó thì mình chỉ cần nhập các cái thông tin theo yêu cầu, hệ thống sẽ trả mình cái nội dung theo yêu cầu tìm kiếm. Đối với việc tra cứu trên điện thoại, khách hàng vào kho ứng dụng tìm kiếm từ khóa là Điện lực miền Bắc. Sau đó là chúng ta sẽ tải cái ứng dụng là EVN NPC CSKH về máy. Sau khi thực hiện xong thì chúng ta mở cái ứng dụng ra và thực hiện cài đặt. Cài đặt thành công thì trên thanh điều hướng chúng ta đăng nhập với tên đăng nhập chính là mã khách hàng được ghi trên hóa đơn điện hoặc tin nhắn mà điện lực cung cấp cho khách hàng và nhập mật khẩu đã được cung cấp. Khi vào đăng nhập thành công thì khách hàng vào mục tra cứu chỉ số để tra cứu được chỉ số sản lượng của hàng tháng và vào mục tra cứu sản lượng điện theo ngày để nắm được cái sản lượng chi tiết của 15 ngày gần nhất. Sau đó thì chúng ta sẽ nhập các cái thông tin cần thiết để tìm kiếm và hệ thống sẽ trả cho mình các cái nội dung theo nhu cầu. Thưa chị, khi phát hiện ra những bất thường về sản lượng điện thì người dân cần xử lý như thế nào? Khi phát hiện có những bất thường về sản lượng tiêu thụ thì quý khách hàng của Tổng công ty Điện miền Bắc có thể liên hệ đến số điện thoại nóng của chăm sóc khách hàng là 1900 6769 để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc ạ. Xin cảm ơn chị. Mong rằng với những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp quý vị và các bạn có thể tự tra cứu tiền điện, từ đó sẽ sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả hơn ạ.